Hello, xin chào tất cả quý anh chị Hôm nay chúng ta lại chứng kiến Một phiên giảm điểm rất là mạnh của thị trường Nó đến vào lúc cuối Nó đâu đó khoảng 10 phút vào ATC Thì thị trường này nó bắt đầu nó có những cái yếu tố đổ đều tiếp theo Sau một cái xu hướng giảm điểm rất mạnh của thị trường Trong suốt khoảng 2 đến 3 tuần trở lại đây và khi thị trường nó rơi như vậy thì bản thân của nhà đầu tư chắc chắn là anh chị em đang cảm thấy cực kỳ áp lực. Đối với cái chỉ số thị trường cũng như là cái việc tài khoản của chúng ta có hai cái vấn đề. Thứ nhất là nó bị giảm lại ở những cái cổ phiếu ngành leader. Yếu tố thứ hai đó chính là chúng ta đang bị lỗ rất là nặng đối với những cái cổ phiếu không phải thuộc về ngành leader trong cái bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại. Nếu anh chị em nào mà không xử lý kịp các cổ phiếu tại cái vùng phía trên này và tới ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta nó đã xuất hiện Theo quan điểm cá nhân của em Nó xuất hiện những cái yếu tố về for sale Cool machine Đặc biệt là những cái yếu tố về cool machine Bán giải chấp ở các kho cả nhà Ví dụ như là cuối phiên ngày hôm nay nè Chúng ta thấy có một cái lực bán rất là mạnh Và nó mang tính chất đột biến cực kỳ Vậy thì chúng ta phải hiểu Cái lực bán ở đây nó là như thế nào Vậy thì trong cái video ngày hôm nay anh chị em chúng ta cùng tìm hiểu về cái thị trường này một chút cũng như là cái cách vận động trong những cái giai đoạn hoảng loạn của thị trường nó như thế nào và sau những cái giai đoạn hoảng loạn thị trường này thì cái cấu trúc thị trường liệu nó có thay đổi hay không hay nó sẽ là những cái nhịp phục hồi hoặc là sẽ tiếp tục là những cái cú rơi mặt. Cũng chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu tư nghiêm túc Ông Tàng Vlog. Hôm nay à, chúng ta cùng nhau đi phân tích lại cái vấn đề của thị trường chung cho mọi người hình dung ra cái bức tranh toàn cảnh anh chị nhá. Đầu tiên á thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau là cái nhịp điều chỉnh này nó cực kỳ mạnh thậm chí là với cái nhịp giảm điểm này của cái thị trường trong vòng đâu đó khoảng hơn một tháng trước á nó không là một cái vấn đề gì hết mặc dù nó có một cái phiên giảm 55 điểm nhưng đó là một phiên các cổ phiếu nó chỉ giảm sang một cây rồi sau đó nó rút chân nó đi lên và đi lên dần thậm chí là cổ phiếu và thị trường nó vượt đỉnh tuy nhiên là trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại thì khi thị trường nó không tạo ra những cái phiên giảm 55 điểm nữa mà thay vào đó là ngày nào nó cũng giảm nó tạo cho chúng ta một cái tâm lý chán trường ê chề một cái tâm lý sợ hãi tục độ một cái tâm lý là gì đau trên đến chết đúng cả nhà đau trên đến chết vậy thì uh, uh, mọi người nhìn thấy thế nào anh chị em nào mà đánh giá đây là một cái đau trên thì mọi người comment giúp em số 1 anh chị nào mà đánh giá giúp em đây chỉ là một cái nhịp điều chỉnh của thị trường mọi người comment số 2 để chúng ta biết được à hiện anh chị em đang nghĩ gì về cái bối cảnh thị trường hoảng loạn lúc bấy giờ đấy quay trở về quá khứ một chút á mọi người comment giúp em đi Quay trở về quá khứ một chút thì chúng ta sẽ thấy là gì? Là trong một cái nhịp đi lên của thị trường thì lúc nào nó cũng sẽ xuất hiện những cái đợt điều chỉnh, những cái cú tái tích lũy. Ví dụ nè, em chỉ cho nhà đầu tư về trong cái chu kỳ 2012, em nhìn lại, mình nhìn lại một chút đi. Sau một cái nhịp tăng tốc rất là mạnh của thị trường ở đây, đây chính là cái đáy của thị trường. Mọi người nhung nè, cái đáy của thị trường này nó xuất hiện bởi những cái phiên xác những đáy. Và với những cái phiên sắc những đáy này thì thị trường nó chính thức nó kết thúc một cái giai đoạn đao trên kéo dài đâu đó khoảng 2 năm. Đúng không cả nhà. Đây mới gọi là cái 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 nơi mà kết thúc đao trên kéo dài 2 năm này. Sau đó khi mà thị trường nó có một cái nhịp phục hồi đầu tiên á thì thị trường nó chưa lên ngay mà nó tạo ra một cái cú rủ bỏ rất mạnh rồi tạo ra một cái vùng gọi là vùng tái tích lũy phía trên và với cái vùng tái tích lũy này thì đa phần các cổ phiếu các dòng cổ phiếu nó set up những cái câu chuyện cho những cái nhịp đánh tiếp theo đây gọi là vùng tái tích lũy số 1 gọi là cái nền số 1 của thị trường chung và khi thị trường chung nó tạo ra những cái cấu trúc tích lũy kiệt về khối lượng này nó bắt đầu nó đi lên một cái giai đoạn giai đoạn này kéo dài đâu đó khoảng 2 đến 3 tháng thì nó có những cái dấu hiệu về chạy nước rút và một vài cái dấu hiệu về phân phối tuy nhiên là sau những cái dấu hiệu đó thì đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó vẫn chưa kết thúc những cái chu kỳ lớn của nó mà nó bước vào một cái quá trình mới gọi là cái quá trình về tá tích lũy từ đó thị trường của chúng ta nó vẫn dẫn đến những cái tình trạng ví dụ như đây nè mọi người nhìn nè nó vẫn có những cái cú rơi rất là mạnh tuy nhiên nó vẫn nằm trong những cái yếu tố về tầm kiểm soát nghĩa là nó vẫn nằm trong một cái vùng biên nhất định của thị trường đấy không có nghĩa là ở đây nó là nó bắt đầu một cái quá trình downtrend mà nó chỉ là một cái giai đoạn về tái tích lũy của thị trường trước khi mà mà nó set up những cái trận đánh mới, những cái câu chuyện mới để bước vào một cái chu kỳ mới đó. Ví dụ như là thời điểm lúc đó mọi người sẽ nhìn thấy những cái cổ phiếu mặc dù trong cái giai đoạn đầu như thế này nó chạy rất là mạnh nhưng mà những cái giai đoạn sau thì gần như nó tiếp tục tá tích lũy để đi lên tiếp. Ví dụ thời điểm đó có con gì ta? À, hoa sen thì phải. Đấy hoa sen nè, thì mọi người nhìn thấy cái gì? Đấy mọi người nhìn thấy cái gì? Đấy sau một cái quá trình đi lên rất là mạnh của nó thì gần như là gì? Đây nè, em chỉ cho anh chị nè cái giai đoạn đầu của thị trường thì những cái cổ phiếu như hoa sen nó là những cái cổ phiếu phục hồi đầu tiên và tạo ra những cái hiệu ứng về leader đúng không thì sau đó sau một quá trình đó thì nó bắt đầu nó sàng liên tục để nó tạo ra một cái quá trình về tá tích lũy khi thị trường chung của chúng ta bước vào cái nền tảng giá số 1 Đấy thì sau này tăng giá số một thì thì những cái cổ phiếu này nó mang tính chất là leader tiếp theo và nó chạy tiếp trong cái chu kỳ này. Và trong quá trình chạy như thế này thì trong nhịp lên của nó thì tất nhiên rồi cả nhà. Nó lên thì nó sẽ có chỉnh và khi mà nó kết thúc một cái chu kỳ, nó sẽ bước vào một cái cú rơi. Nhưng mà cái cú rơi này nó không hẳn là nó giết chết một cái cổ phiếu mà nó tái tích lũy trở lại. Và đó là cái câu chuyện của rất nhiều những cái cổ phiếu trên thị trường. Hay là thời điểm đó chúng ta thấy những cái cổ phiếu về dòng chứng khoán như HCM này. Mọi người thấy cái gì? Sau cái giai đoạn tạo đáy của thị trường chứng khoán ở đây nè, thị trường chứng khoán đây là đáy của thị trường này. Thì gần như các cổ phiếu uh, trên thị trường nó đều tạo đáy và những cái cổ phiếu dòng chứng khoán cũng không ngoại lệ khi nó bắt đầu tạo đáy ở đây và nó có một cái nhịp đi lên đầu tiên. Và sau một cái nhịp đi lên đầu tiên thì thị trường của chúng ta và cổ phiếu của chúng ta cũng bắt đầu tái tích lũy trở lại. Khi mà thị trường của chúng ta có những cái dấu hiệu về tái tích lũy, điều đó nó dẫn đến một cái tình trạng nó sẽ kiến tạo, nó sẽ tạo cho cái cổ phiếu những cái nguyên nhân để nó tiếp tục tăng giá trong cái bối cảnh giao đoạn tiếp theo và trong cái bối cảnh mà để tạo ra những cái vùng tái tích lũy này thì chắc chắn rồi cả nhà nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu về phân phối, phân phối nó phải rơi xuống rồi nó hấp thụ rơi xuống hấp thụ rồi nó mới tạo ra những cái vùng tái tích lũy thì từ cái vùng tái tích lũy đó nó bắt đầu nó đi lên sau một quá trình đi lên thì gặp một cái bối cảnh mà thị trường nó tiếp tục tái tích lũy đi ngang thì những cái cổ phiếu này nó khẩn không nằm ngoài cái 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 cái, cái quan điểm đó nó là gì nó vẫn sẽ tiếp tục tái tích lũy trở lại và khi mà nó tái tích lũy thì mọi người nhớ giúp em nè Giai đoạn đầu tiên lúc nào cũng là những cái giai đoạn về phân phối hàng Giai đoạn phân phối hàng Khi mà một cái nhịp của thị trường nó kết thúc Thì cổ phiếu bắt đầu bị phân phối hàng Và khi nó bị phân phối hàng Thì nó sẽ liên tục xuất hiện những cái cú giảm điểm rất là mạnh Gọi là những cái vùng tạo ra biên động lớn Khối lượng lớn gọi là cái vùng phân phối và sau cái vùng phân phối đó nếu cổ phiếu tái tích lũy lại được thì nó sẽ bước vào một cái chu kỳ sóng tiếp theo gọi là uptrend đấy thì mọi người lưu ý với em một cái uptrend của thị trường chúng ta có nhiều cái cách nhìn và cái cách hiểu khác nhau ví dụ như là đối với nhà đầu tư đối với quan điểm của em á một cái uptrend của thị trường chúng ta phải nhìn dài nó ra ví dụ như là ở đây là một cái uptrend của thị trường này thì rất nhiều nhà đầu tư chỉ nhìn vào một cái nhịp này để đánh giá là một cái uptrend nhưng mà quan điểm của em không em phải xác định cái uptrend của chúng ta có cái đáy ở đâu ví dụ đây mới là đáy của thị trường này đáy thị trường này thì sau cái giai đoạn đáy của thị trường này thì bắt đầu một cái chu kỳ uptrend lớn nó xảy ra và ốp trên nó thường gắn liền với những cái chu kỳ về nền kinh tế và cái việc mà cái ốp trên gắn liền với chu kỳ nền kinh tế như vậy thì chắc chắn nó sẽ không kéo dài đâu đó khoảng 3 tháng 4 tháng 5 tháng đúng không mà nó sẽ kéo dài tính bằng năm và trung bình mỗi chu kỳ của thị trường chứng khoán Việt Nam nó kéo dài đâu đó khoảng một năm rưỡi đến 2 năm là chuyện hết sức bình thường và sau những cái giai đoạn về tá tích lũy nó bắt đầu nó đi lên nó tá tích lũy tiếp đi lên nó tá tích lũy tiếp Trước khi nó tạo ra những cái chu kỳ chạy nước rút thì đây gọi là một cái chu kỳ lớn của thị trường. Còn cái bối cảnh thời điểm hiện tại khi mà anh chị nhìn về một cái chu kỳ thì mọi người thấy cái gì? Em cũng nói với nhà đầu tư luôn. Ở đây là cái đáy của thị trường mà khi mà các cổ phiếu nó giảm đâu đó, chiếc khấu đâu đó khoảng 70 đến 80 thậm chí có những cái cổ phiếu trong bất động sản nó chiếc khấu 90% từ vùng đỉnh của thị trường. Vậy thì cho em hỏi một câu lý do tại sao những cái cổ phiếu đó nó có thể chiếc khấu sâu như vậy sau một cái cơn khủng hoảng cả nhà. Vì lý do tại sao? Ví dụ như Novaland này, tại sao nó có thể chiếc khấu sâu như thế này sau một cái cơn khủng hoảng của thị trường? Hay là những cái cổ phiếu như DIG này, tại sao vậy cả nhà? Mọi người comment giúp em lý do tại sao? Đấy, có phải là do gì? Do khủng hoảng nó mới mới có đem lại những cái cú rơi như vậy không? Nếu không khủng hoảng, nếu không có những cái rủi ro về 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 tương lai, nếu không có những cái kỳ vọng về xấu xa á, thì làm gì có cái chuyện cổ phiếu rơi 90% từ đỉnh. Mất hết giá trị. Đúng không cả nhà, nên đây nó chính là cái phản ánh về những cái cuộc khủng hoảng, nó phản ánh về những cái tương lai đen tối của cái những cái cổ phiếu này của thị trường chứng khoán, đúng không? Nên nó mới xảy ra một cái cú trên rất lớn như vậy. Và chắc chắn rồi cả nhà, tất cả những cái yếu tố về tâm lý, những yếu tố về thông tin thì thị trường chứng khoán nó luôn đi trước. Đấy và trong cái bối cảnh mà khi mà thị trường nó rơi rất là mạnh, rơi 50% trong vòng khoảng 9 tháng là điều um, hiếm thấy khó tìm, đúng không? Vậy mà thị trường chứng khoán Việt Nam nó làm được. Và khi nó rơi như vậy thì cái vùng này nè, chính là cái vùng xác nhận tạo đáy cho một cái chu kỳ mới của nền kinh tế. Khi mà cái cuộc khủng hoảng nó diễn ra, đấy các cổ phiếu nó chiết khấu 80 90, có những cái cổ phiếu nó chiết khấu 95% thì mọi người sẽ kêu là ờ uh, đây là tái phân phối, tái phân phối cái gì ở đây nữa cả nhà. Cổ phiếu nó nó giảm 95% anh chị nghĩ nó phân phối nữa hả? Phân phối cái gì giờ chỉ có phá sản mà đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó giảm từ 70 đến 90% ở đây nè. Thì mọi người hình dung ở đây có phải là phục phối hay không? Câu trả lời là không thể. Đây gọi là tích lũy nền số 1 của thị trường. Và cái vùng nền số 1 này nó bị kiệt về khối lượng. Nó tương tự như những cái vùng nền số 1 ở đây này cả nhà. Đây gọi là vùng nền số 1 cho một cái chu kỳ lớn uptrend trên này. Hay là những cái vùng này gọi là cái vùng nền số 1 cho những cái chu kỳ lớn uptrend trên này. Và khi thị trường nó bắt đầu đi lên từ nền số 1 thì thì khi này, này thì nền kinh tế nó phục hồi chưa cả nhà? gần như là nền kinh tế nó chưa phục hồi. Tuy nhiên á là bởi vì những cái chính sách về lãi suất, chính sách về tiền tệ, chính sách về tài khoá uh, của Việt Nam nên là nó dẫn tới tình trạng là nó tạo ra một cái cú phục hồi rất là mạnh của của nền tài chính nước nhà đặc biệt là thị trường chứng khoán khi mà các uh, tài sản đầu cơ tài sản uh, các các loại tài sản á, nó phục hồi rất mạnh trong cái chu kỳ vừa rồi có những cái loại tài sản nó phục hồi 100 200 thậm chí là 300 phần trăm trong cái bối cảnh mà thị trường nó tạo cái cơn khủng hoảng như vừa qua và khi mà thị trường nó tạo ra một cái 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 ốc trên như vậy á, thì mọi người nhìn này, đây là cái nền số 1 của thị trường với rất nhiều những cái cổ phiếu tích lũy trong đó cái dòng chứng khoán là cái dòng nổi trội nhất khi mà nó leader cái nhịp số 1 này của thị trường và tới thời điểm hiện tại thì quan điểm của em không thể nào mà cái chu kỳ lớn của thị trường nó kết thúc ở đây được bởi vì đây gọi là nền số 1 gọi là cái nền mà sau một cái chu kỳ suy thoái kinh tế sau một cái chu kỳ mà tất cả những cái cổ phiếu nó giảm 70 80 90 phần trăm đặc biệt là những cái cổ phiếu blue chip những cái cổ phiếu lớn á nó giảm rất là mạnh và nó tạo ra một cái vùng tích lũy số 1 của tổ chức và những cái vùng nền này nó là cái vùng nền kỳ vọng cho rất nhiều năm tiếp theo chứ không phải chỉ đơn giản là à chỉ có hai ba tháng này đâu nên là quan điểm của em á cái uptrend này nó đã hình thành từ cái tháng 11 năm ngoái rồi chứ không phải là tới thời điểm này nó mới hình thành được cả nhà đấy và đây chỉ là một cái nhịp đánh của một cái uptrend thôi một nhịp đánh của trên và khi một cái nhịp đánh nó, nó xảy ra thì thời điểm hiện tại thì quan điểm của em luôn nha đấy đợt trước thì em cứ nghĩ là à thị trường này nó có thể tạo ra một cái chu kỳ nó đi lên luôn tuy nhiên chuyện đó nó không xảy ra mà thị trường nó chọn một cái phương thức mới đó chính là thị trường tái tích lũy trở lại và khi tái tích, lũy trở lại em sẽ chỉ cho anh chị những cái vấn đề như sau vấn đề thứ nhất á, thì thị trường này không thể nào mà bước vào một cái đao trên mới được bởi vì đa phần các cổ phiếu nó chưa lên nhiều ví dụ như là những cái cổ phiếu dòng ban đi à, ví dụ như là ctg này nó chưa nó gần như nó chưa lên ngay cả cái thời điểm mà thị trường nó phục hồi từ đáy đáy khủng hoảng này thì cổ phiếu này trong cái giai đoạn mà thị trường đi nền số một nó chỉ có đi ngang thôi nên là cái câu chuyện để cổ phiếu này nó rơi về cái cái cuộc khủng hoảng trước đó nó gần như nó không thể xảy ra, đúng cả nhà. Và khi mà cái cuộc chơi nó nó không thể xảy ra thì đa phần những cái cổ phiếu dòng ban đi, những cái cổ phiếu lớn và rất rất nhiều những cổ phiếu trên thị trường thì nó cũng đang chỉ loanh quanh ở cái vùng số 1. Chỉ có một cái dòng gọi là dòng leader giai đoạn vừa rồi là dòng chứng khoán thì nó đi lên quá mạnh thôi, còn đa phần nó đang ở vùng nền này. Và khi mà các cổ phiếu trên thị trường nó đều nằm ở cái vùng nền này này thì chắc chắn nó sẽ không có một cái vấn đề đó chính là hiệu ứng về phân phối đỉnh của thị trường nó xảy ra bởi vì vùng này chúng ta xác định đó là vùng tích lũy sau một cơn khoảng hoảng loạn mà đa phần các cổ phiếu nó mới chỉ loanh quanh cái vùng nền này thì lấy đâu mà phân phối đỉnh chẳng lẽ đó là giai đoạn tái phân phối uh, tái hoảng loạn À nhầm tái gì tái khủng hoảng của thị trường hả câu chuyện đó nó chưa xảy ra nên là hiện tại anh chị nhìn giúp em một cái vấn đề khi mà dòng chứng khoán nó đang có những cái dấu hiệu về phân phối đỉnh phía trên á thì lúc này thị trường nó đã tạo ra một cái dạng mô hình về uh, về hai đỉnh mà anh chị hay nói như vậy và lúc này mọi người sẽ thấy một cái vấn đề nữa đó chính là cái thị trường này nó đang tạo ra một cái vùng vùng tái tích lũy trở lại đấy và cái vùng này đang chờ một cái điểm xác nhận mới và khả năng rất cao trong tuần này thị trường chúng ta nó sẽ có một cái điểm xác nhận để tạo ra một cái vùng tái tích lũy như thế này và điểm xác nhận của nó là tương tự như những cái điểm này nè cả nhà khi mà cổ phiếu nó rơi xuống nó tạo ra những cái vùng biên độ đúng không thì nó có xuất hiện những cái vùng test và vùng xác nhận ở đây và sau đó thị trường nó có thể rơi tiếp nhưng mà nó sẽ chọn cách rơi theo từng những cái giai đoạn của thị trường rồi quay trở về nói về những cái yếu tố về ngắn hạn anh chị thấy cái gì nó, anh chị thấy cái gì giai đoạn trước thì em dự báo sai về cái yếu tố thị trường bởi vì nó thật với nhà đầu tư là dự báo đúng cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu quan điểm của em em không đánh cổ phiếu vì thị trường mà em đánh sóng ngành có nghĩa là sóng ngành em chọn cổ phiếu trong sóng ngành và sau đó mình theo đuổi nó đến cùng đến hết chu kỳ chúng ta nghĩ và mọi người nhìn giúp em này đối với thị trường chung thì sau khi nó tạo ra một cái phiên biến động rất lớn đây thì em có phân tích cho quý anh chị là gì là để thị trường nó đi lên tiếp nó không phải điều đơn giản mà bắt buộc nó phải tạo ra một cái vùng về tái hấp thụ mới vùng tái hấp thụ mới và giai đoạn vừa rồi thì em chọn cái vùng này là vùng tái hấp thụ hướng xuống đúng không nhưng mà gần như nó không xảy ra bởi vì nó không hấp thụ mà nó chọn cách là gì rơi luôn Vậy thì chúng ta phải chờ xem à, liệu vùng nào sẽ là vùng tái hấp thụ mới của thị trường chung Có thể là cái vùng sắp tới ở đây Nó nghĩa là nó có thể biến động loanh quanh những cái vùng này là chuyện hết sức bình thường này cả nhà Biến động loanh quanh vùng này cho đến khi nó tạo ra một cái vùng hấp thụ đủ lớn Và cái vùng hấp thụ đó chính là cái nơi mà mọi người nhìn vào thị trường để mọi người kiếm tiền tiếp Kiếm một cái dòng dẫn mới cho một cái chu kỳ tiếp theo Còn trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại Mọi người nhìn lại một cái lần nữa Thị trường của chúng ta nó có một cái cú giảm đầu tiên Với khối lượng lớn sau đó nó hồi lên một cái bull trap nó rơi tiếp nó bull trap lần hai nó rơi tiếp bull trap lần ba nó bị kiệt thanh khoản thì giai đoạn này nó bắt đầu nó mở ra một cái gap và rơi rất là mạnh vậy thì ở đây nè em cũng nói luôn anh chị đó chính là giai đoạn này chính là giai đoạn đau của thị trường đau trong ngắn hạn của thị trường có nghĩa là trong một cái vùng biên độ này thì cái thị trường này đang ở nằm trong cái vùng đào chúng ta phải thừa nhận với nhau cái vấn đề đó chứ chúng ta không thể nào kêu à, thị trường này nó đang trong nhịp điều chỉnh được không phải đây không phải là nhịp điều chỉnh đây là một cái nhịp đao trong cái quá trình về tá tích lũy lớn của nó tá tích lũy lớn như thế này thì em nói thiệt với quý anh chị để kỳ vọng một con sóng to tiếp theo thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian đó là quan điểm của hệ thống ông toàn vlog và với cái cách rơi như thế này thì gần như là gì gần như là chúng ta đang thấy được những cái yếu tố về hoảng loạn và trong một cái cú rơi á, thì lúc nào thị trường của chúng ta nó sẽ xuất hiện đâu đó từ uh, từ 3 đến 4 nhịp rơi đấy ví dụ như ở đây nè nó nó luôn xuất hiện từ 3 đến 4 nhịp rơi nè giả sử như đây là một cái vùng tái tích lũy lớn của thị trường nè thì trong cái vùng này cổ phiếu nó xuất hiện từ 3 đến 4 nhịp rơi. 3 4 nhịp rơi hay là vùng nào cũng vậy nè. Đấy, nhịp rơi số 1 nè. Đúng không? Ở đây thì có hai nhịp rơi này cả nhà. Đấy, còn những cái vùng này là có mấy nhịp rơi. Đây nè, giả sử là đây là một nhịp rơi nè, nhịp rơi số 2 nè, nhịp rơi số 3 và ở cái nhịp rơi số 3 này nè, nó lúc nào nó cũng là cái nhịp rơi khốc liệt nhất lúc nào nó cũng là những cái nhịp rơi mà tạo ra những cái yếu tố về mà margin và tạo ra cho nhà đầu tư những cái tâm lý là gì là đau trên là chết đến nơi lúc đó thì khi thị trường nó xuất hiện những cái cú mà margin á thì nó bắt đầu nó xuất hiện những cái cú úp trở lại và úp về đâu úp thường úp về những cái vùng đỉnh trước của nó ví dụ ở đây gọi là cái vùng đỉnh trước của của thị trường tá tích lũy nè và khi thị trường nó úp về những cái vùng đỉnh trước như thế này nó sẽ tiếp tục những cái nhịp rơi tiếp theo ví dụ như ở đây nó có một nhịp rơi này cả nhà một nhịp nè hai nhịp nè ba nhịp rơi nè bốn nhịp rơi nè và ở cái nhịp rơi số 4 thì cổ phiếu này nó về luôn những cái vùng đáy trước và cái nhịp rơi cuối cùng lúc nào cũng là cái nhịp rơi mạnh nhất của thị trường và trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như vậy khi mà thị trường của chúng ta thứ nhất nè nó có một cái nhịp rơi đây nè hồi lên cái rơi nhịp số 2 nè hồi lên cái hiện Chúng ta đang ở trong nhịp rơi số 3 của thị trường trong một cái pha đào. Và khi mà trong cái nhịp rơi số 3 này, mọi người sẽ thấy, để tạo được cái đáy, thì nó phải bắt buộc xuất hiện những yếu tố về cool machine là một. Thứ hai là nó phải xuất hiện những yếu tố về hoảng loạn bán tháo. Thứ ba là các cổ phiếu nó phải nằm sàng la liệt. Vậy thì thời điểm hiện tại nó đầy đủ tất cả những yếu tố đó. Vậy thì chúng ta chỉ cần chờ thêm một cái vấn đề nữa, đó chính là khi nào thị trường chúng ta nó sẽ tạo đáy khi nào sẽ tạo đáy thì quan điểm của em á, với cái việc mà hôm nay mà khi thị trường của chúng ta nó có những yếu tố phục hồi của những cái dòng cổ phiếu mang tính chất và leader trong cái giai đoạn mà bối cảnh năm tháng vừa qua ví dụ năm tháng vừa qua là chúng ta đánh tập trung đánh on in vào cái dòng leader là dòng chứng khoán ví dụ như là SSA này thì mọi người thấy hôm nay những cái cổ phiếu như SSA nó xuất hiện những yếu tố về tăng rất là mạnh tuy nhiên là về cuối phiên đâu đó phải 10 phút cuối phiên á, thì nó xuất hiện những yếu tố về cool margin đấy và theo những cái thông tin em nắm được là có một vài cái 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 biến thể trên thị trường nó bị khôn ví dụ như một vài cái kho trên thị trường nó bắt đầu nó khôn margin nó bán chéo nó bán tống bán tháo hàng của những cái nhà đầu tư sử dụng cái margin lớn trong kho đó sử dụng những cái vốn vay lớn trong kho lúc đó nó làm cho toàn bộ thị trường nó tạo ra một cái lượng cung lớn từ nó nó đè nén và nó có áp lực bán lên toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường đặc biệt là những cái cổ phiếu đầu cơ còn bản chất hôm nay nó chính là một cái phiên tạo đáy của thị trường nếu mà không có những yếu tố về cung và xin Vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái vấn đề như sau Vấn đề thứ nhất nè Khi mà thị trường nó xuất hiện những yếu tố hoảng loạn đó rồi Và các cổ phiếu Nó đang trong trạng thái sẵn sàng phục hồi rồi Thì chúng ta rất có thể nhìn nhận Trong ngày mai Rất có thể thị trường nó sẽ xuất hiện Một cái phiên rút chân rất là mạnh Để xác nhận cái đáy của thị trường Ở đây Và khi mà thị trường nó xác nhận cái đáy Thì mọi người nhớ với em một cái vấn đề chúng ta phải nhìn nhận được là thị trường này không phải lấp trên ngay đấy nếu nó tạo đáy ở đây mọi người đừng mơ nó vượt nha không có đâu nó sẽ tạo ra vùng tái tích lũy và ít nhất nó sẽ xảy ra một cái vùng tái tích lũy thế này nè đây nè gọi là cái vùng gì vùng pha b gọi là cái vùng cân bằng cái vùng siết nền cái vùng mà nơi đó tổ chức người ta gom hàng nơi mà các dòng tiền thông minh người ta gì đánh giá cổ phiếu định giá cổ phiếu nơi mà các tổ chức các đội lái nó set up cho những cái trận đánh sóng ngành tiếp theo thì lúc đó chúng ta mới nên tham gia mạnh vào thị trường còn cái bối cảnh thời điểm hiện tại mọi người chỉ đánh giá cái nhịp hồi và quan điểm của hệ thống ông toàn vlog là đánh sóng ngành á, thì chúng ta sẽ đi phân tích chủ đạo vào những cái ngành leader trong cái giai đoạn hiện tại trong giai đoạn sắp tới và trong giai đoạn từ nay về sau có nghĩa là mỗi giai đoạn thị trường chúng ta chỉ cho một cái ngành leader thôi bởi vì mọi người thấy không nếu mà anh chị trong cái giai đoạn hiện tại đi nói về chứng khoán mọi người thấy không nó rơi rất là mạnh và nó thật với anh chị là ngay cả bản thân em, ngay cả hệ thống của ông Tàu Vlog cũng đang chịu thiệt hại rất là lớn. Thiệt hại ở đây không có nghĩa là chúng ta đang lỗ Mà đa phần chúng ta đang bị mất một cái khoản lãi rất lớn Khi các cổ phiếu này trong giai đoạn vừa qua Khi thị trường nó bắt đầu tạo đỉnh số 1 này Đấy, thì những cái cổ phiếu này nó bật tăng rất mạnh Và nó tạo ra cho chúng ta một biên lợi nhuận rất lớn Và hiện tại nó về lại nữa bắt đầu luôn Nó về lại nữa bắt đầu ở đây luôn Đấy, tuy nhiên Nói đi cũng phải nói lại Livermore có một cái câu rất là hay mà hôm nay em xin nhắc lại cho nhà đầu tư để chúng ta cùng nhìn về một cái chu kỳ vừa qua của thị trường. Đó là gì? Nếu nhà đầu tư không kiếm được tiền từ cái dòng cổ phiếu leader, từ những cái cổ phiếu leader thì sẽ không kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Mọi người thấy câu đó như thế nào? Đấy, tới thời điểm tại chắc anh chị đều thấm thía cả rồi. Vào dòng chứng khoán mọi người nhìn thấy cái vấn đề gì? Đấy, khi thị trường á giả sử giả sử ở đây mặc dù mất một cái khoản lại Nhưng mà mọi người nhìn về một cái chu kỳ lớn Khi mà chúng ta đầu tư vào một cái con sóng ngành đi Đấy, cái vùng này là cái vùng mà nhà đầu tư chúng ta mua nè Những cái vùng mua nè Thì mọi người sẽ thấy một cách rất là khách quan Một cách tầm nhìn nó 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 rộng hơn Nhìn kỹ càng hơn Thì anh chị sẽ thấy là gì? Là dù ngay thời điểm hiện tại chúng ta bán Khi mà thị trường của chúng ta nó thậm chí là thủng luôn cái vùng đáy này rồi Thủng luôn rồi Mà các cổ phiếu này anh chị nếu bán ra thì gọi là gì? Gọi là chốt lại một khúc Đấy, và hết một cái chu kỳ anh chị có đem được tiền về không? Câu trả lời là có. Và trong cái giai đoạn thời điểm vừa qua mà nếu anh chị em mà không đánh được những cái dòng cổ phiếu về chứng khoán thì gần như mọi người sẽ không có lãi luôn. Không có lãi luôn. Ví dụ như HDC này, mọi người thấy cái gì? Gần như là trong cả chu kỳ vừa rồi nó chỉ có một cái nhịp rồi. Ai mua được nhịp này nè mà không bán kịp ở đây nè thì gần như là gì? Là hòa vốn thậm chí là lỗ ngược. Đấy, hay rất nhiều những cái cổ phiếu trong các dòng ngành đi thì đều là gì? Đều không tăng mà chỉ có duy nhất một cái ngành gọi là cái ngành chứng khoán là nó tăng phi mã, nó tăng vài trăm phần trăm. Thì cái việc mà khi cổ phiếu nó tăng vài trăm phần trăm, nó tăng cả trăm phần trăm như vậy nó gặp một cái nhịp điều chỉnh hoặc là một cái nhịp phân phối đỉnh, nó là điều hết sức bình thường. Và khi anh chị nhìn về một cái chu kỳ lớn, mọi người phải phát hiện ra một cái vấn đề từ nay trở về sau chúng ta chỉ nên đánh về sóng ngành đánh về những cái cổ phiếu leader đánh về những cái dòng leader mạnh nhất của thị trường lúc đó mọi người mới yên tâm mà nắm giữ cổ phiếu được ví dụ như ngay thời điểm hiện tại em cũng nói thẳng luôn là hệ thống em chưa bán hết những cái cổ phiếu dòng chứng khoán chưa bán hết tuy nhiên là gì tuy nhiên mọi người thấy gì không đâu có lo lắng gì đâu khi chúng ta mua ở đây nè, giả sử em nói thiệt với anh chị, giả sử như thị trường này nó là gọi là gì, gọi là thị trường phân phối, thị trường hai đỉnh đi, nói giả sử nha. Chúng ta giả sử đi. Thị trường nào thị trường hai đỉnh thì đây có phải là cái đỉnh số 1 của thị trường không? Vậy thì nếu anh chị em bán được ở đây thì mọi người có phải là cảm thấy rất tuyệt vời không cả nhà? Rất tuyệt vời đúng không? Và nếu giả sử như đây là một cái downtrend của thị trường nha, thì rõ ràng thị trường đây là mô hình hai đỉnh và thị trường chúng ta nó có thể quay về những cái vùng phía dưới này là chuyện hết sức bình thường. Hết sức bình thường Vậy thì giả sử anh chị nhìn thấy trước được tương lai Giả sử thị trường là đao trên Mọi người nhìn thấy trước được tương lai Mọi người uh, 6 tháng sau mọi người thấy những cái cổ thị trường nó về 900 nè Mọi người nhìn lại mọi người có ước là mình bán được ở những cái vùng đỉnh này hay không Mọi người có ước vậy không Thì gần như ai cũng ước như vậy Giống như ở cái vùng nghìn năm á Sau khi trải qua một cái quá trình đao trên Bởi vì đao trên chúng ta đâu biết được nó rơi về đâu đâu Nhưng mà nhìn lại thì ai cũng ước là bán được vùng ngay đỉnh Vậy thì em hỏi anh chị nè giả sử như bây giờ mặc dù em không bán được ngay đỉnh của dòng chứng khoán nhưng mà giả sử bây giờ em bán chúng ta cùng nhau chúng ta bán cổ phiếu này ở đây này thì cái so sánh giá ở đây với cái vùng đỉnh số 1 của thị trường mọi người thấy gì giá nó còn cao hơn giá nó còn cao hơn đúng cả nhà giống như hồi xưa khi mà em bán những cái cổ phiếu dòng dầu khí ở ngay cái vùng đỉnh nghìn năm của thị trường thậm chí là vùng nghìn năm rơi xuống rồi cả nhà đây nè em bán ở đây nè mua những cái điểm đây nè mua điểm này điểm này mua thêm điểm này nè cuối cùng cắt lỗ hết điểm này nè phiên này là bán clear danh mục nè thì mọi người thấy gì lúc này á thì anh chị em sẽ cảm nhận được là à, bán cổ phiếu này là lỗ lỗ đôi ba phần trăm gì đấy đúng không nhưng mà lúc đó mọi người chưa nhìn thấy được cái tương lai đau trên của thị trường nhưng mà nếu anh chị nhìn thấy tương lai đau trên thị trường mọi người chỉ ước là gì là chúng ta mua được cổ phiếu pvs và bán ở đây đúng cả nhà đúng chưa đấy thì lúc này có phải là à, chúng ta đã bán được ngay đỉnh thị trường không Đấy, đơn giản như vậy thôi. Và quay trở lại thời điểm hiện tại anh chị thấy cái gì? Đây không phải là là một cái lý thuyết rất là hay mà mọi người cần phải hình dung này Giả sử như dòng chứng khoán này chúng ta vẫn chưa bán hết. Vậy thì bây giờ uh, cái điểm mua ở đây là, là đây nè, cái điểm mua gần nhất của dòng chứng khoán hệ thống chúng ta mua ở đây nè. Vậy thì nếu ở đây chúng ta bán ra thì gần như chúng ta hòa vốn ở trong cái nhịp đỉnh thị trường này. Và nếu chúng ta hòa vốn ở vùng đỉnh thị trường này mà thị trường nó rơi về 900, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ thu được một cái khoản lợi nhuận ở đây. Đấy. rồi sao, rồi nhường cho người khác, rồi ra đi, rồi cất tiền và trên thị trường mọi người đừng có áp lực cái việc mà dân số, đừng có áp lực cái việc mà ở uh, anh chị em phải kiếm thật là nhiều tiền. Cái bản chất thị trường khi nào mà nó cho nhà đầu tư kiếm nhiều tiền thì anh chị mới có thể kiếm nhiều tiền. Một cái chu kỳ thực sự lớn á, là những cái chu kỳ như thế này thì mọi người mới có khả năng gì kiếm thật nhiều tiền này. Chứ còn mà những cái chu kỳ mà nó chỉ có hồi lên một nhịp, xong nó rơi, hồi lên một nhịp xong rơi như ở đây nè mọi người cứ đòi ăn cả thiên hạ có được hay không ở những cái chu kỳ này mọi người có đòi ăn mua đáy bắt đỉnh mua đáy bắt đỉnh được hay không câu trả lời là điều đó là gần như không thể chu kỳ thị trường để kiếm tiền trên thị trường thì mọi người cần ba thứ thứ nhất thiên thời địa lợi A à, nhầm thiên thời thứ hai địa lợi thứ ba là nhân hòa. Khi mọi người đã có cái nhân hòa rồi thì cần một cái thiên thời địa lợi đủ lớn để kiếm tiền và thiên thời địa lợi đó chính là những cái con sóng thực sự to của thị trường. Còn nếu thị trường nó không có những cái con sóng to thì chúng ta chỉ chấp nhận ăn non nhưng phải ăn nha chứ còn mà đừng để thua. Bởi vì thị trường cốt trên như vậy mà tới thời điểm hiện tại mà anh chị còn thua nữa thôi đúng là đúng là đúng là phải xem lại cách giao dịch và cách đầu tư đúng là nha đấy. Và quan điểm của em như thế này nè khi chúng ta ôm những cái dòng cổ phiếu leader là những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường rồi thì chúng ta có quyền tự quyết đối với nó và cái quyền tự quyết này thể hiện cái vấn đề gì chúng ta mua ở vùng phía dưới mua ở những cái điểm mua để chuẩn bị nó đi lên và chúng ta sẽ bán ở vùng đỉnh vùng đỉnh ở đây không có nghĩa là bán ở ngay cái đỉnh cao nhất em không có yêu cầu cái vấn đề đó mà chúng ta sẽ bán loanh quanh những cái vùng cổ phiếu nó tạo đỉnh và cái vùng cổ phiếu nó tạo đỉnh lúc nào nó sẽ có những cái cấu trúc như sau cấu trúc thứ nhất có có hai cái dạng để để cổ phiếu nó tạo đỉnh dạng thứ nhất nó phải xuất hiện những yếu tố về chạy nước rút rất là nhanh rất là thốc để huy động dòng tiền để tạo cái độ phô mô cực kỳ lớn cho thị trường thì lúc đó cổ phiếu nó sẽ rơi hình chữ V đúng không hoặc là tạo mô hình phân phối đỉnh cái trường hợp thứ hai á, để cổ phiếu này nó tạo ra những yếu tố phân phối thì bắt buộc nó nếu không có chạy nước rút không tạo được sự phô mô thì nó phải có những cái yếu tố về chiết khấu phải có những cái yếu tố về gì về biến động lớn và thời điểm tại những cái dòng cổ phiếu về chứng khoán, những cái dòng cổ phiếu leader trong cái chu kỳ nhỏ này này nó đang tạo ra được những cái vùng biến động lớn và những cái vùng biến động lớn này chính là những cái vùng phân phối cái này thì chúng ta không cần thắc mắc gì nữa cả nhà đấy đấy và khi mà các cổ phiếu mà các vùng biến động lớn này nó tạo ra thì anh chị em biết là ở à, chúng ta đang ở trong một cái vùng phân phối ngắn hạn ít nhất là ngắn hạn của cổ phiếu bởi vì á sau những cái vùng này, này nó có những cái đặc điểm như sau anh chị cần nhìn giúp em này thứ nhất này nó có những cái phiên ấp thớt thứ hai là cái khối lượng của nó ra rất là mạnh yếu tố thứ ba là nó đã đi lên được một cái quá trình rồi vậy nè em hỏi anh chị để những cái cổ phiếu này nó tiếp tục nó đi lên những cái mốc mới thì nó bắt buộc phải làm gì bắt buộc phải tá tích lũy thì cái vùng này gọi là cái vùng dao động đầu tiên trong cái quá trình về tá tích lũy của nó Hãy giống như ở đây nè giống như ở đây nè ở đây nè, đây cũng là một cái quá trình sau giai đoạn chạy nước rút thì cổ phiếu nó tạo ra những cái biến động rất là lớn. Thì những cái biến động lớn này chính là cái giai đoạn nó mở ra một cái chu kỳ về tái tích lũy hoặc phân phối của cổ phiếu. Nếu giả sử trường hợp phân phối thì nó sẽ tạo ra những cái vùng cân bằng phía trên và nó rơi. Có nghĩa là vùng phân phối nghĩa là cái vùng này, nó tạo ra những cái vùng cân bằng phía trên này, gọi là những cái vùng gì? LPSI. LPSI để nó rơi. Và những cái vùng LPSI này nó là những cái vùng mà tổ chức dòng tiền thông minh người ta sẽ bán, người ta kiểm tra cung cầu có liệu có thằng nào mua nữa hay không. Nếu mua bao nhiêu nó bán hết, nó thể hiện ở những yếu tố kiệt về khối lượng. Nhớ kỹ giúp em cái vấn đề như vậy. Và chu kỳ nào phân phối của cổ phiếu nó cũng sẽ xuất hiện những cái cú hồi về LPSI là trước khi nó bước vào một cái giai đoạn rơi. Và cái LPSI này nó có thể kéo dài. Đấy nó có thể có hai vùng, đây cũng là LPSI này cả nhà. Đấy. LPSI này và một cái giai đoạn về tái tích lũy lại của cổ phiếu để bước vào một cái chu kỳ sau này nó cần một cái yếu tố đó chính là lúc nào nha nó cũng sẽ tạo ra quá trình về phân phối đầu tiên đây gọi là quá trình phân phối đầu tiên sau cú phân phối đầu tiên thì nếu cổ phiếu tái tích lũy lại được thì nó có chu kỳ tiếp theo còn nếu không thì sao thì nó như thế này vậy thì khi anh chị đánh vào những cái cổ phiếu dòng leader thời điểm hiện tại mọi người thấy cái gì em lấy cho nhà đầu tư cổ phiếu SSA đi giả sử mọi người mua những vùng này thì ở trên đây anh chị có quyền tự quyết có quyền quan sát nó Vội gì đâu bởi vì dù nó khó phân phối thì nó cũng sẽ tạo ra những cái vùng lpsd ở đây lúc nào anh chị bán vẫn không buộc nè bán vẫn không buộc nè em không có vội bởi vì thị trường này chúng ta xác định là gì nó không phải là một cái downtrend mà nó là một cái nhịp điều chỉnh trong một cái 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 quá trình về tích lũy lớn ở đây nè thì ở đây nó xuất hiện những cái yếu tố hoảng loạn gọi là cái vùng cái vùng gì cái vùng nhịp rơi số 3 của thị trường yếu tố hoảng loạn, yếu tố cool margin, yếu tố phọc sale đấy, các cổ phiếu nó điều chỉnh chiếc khấu sâu, các cổ phiếu về dòng leader tạo ra những cái biến động lớn. Đầy đủ hội tụ những yếu tố để để cái chu kỳ này nó kết thúc, chu kỳ số 1 này kết thúc để bước vào giai đoạn về tá tích lũy lớn. Đầy đủ các yếu tố rồi, đúng không? Vậy thì ở đây này nó cần một giai đoạn về phân phối. Đấy chúng ta phải xác định rõ như vậy chứ ở đây mọi người đừng có ảo tưởng cái việc cổ phiếu rơi chữ V nó về vùng giá 18 không có đâu cả nhà em chỉ hỏi anh chị là ai là cái thằng bỏ tiền đánh cổ phiếu này lên dòng tiền thông minh tổ chức vậy thì khi thị trường chung nó phọc siêu khi tổ chức dòng tiền thông minh an à nhầm khi cá nhân người ta sợ người ta chạy như thế này mà những cái cổ phiếu dòng leader nó chưa tạo ra những cái quá trình phân phối thì làm sao những cái cổ phiếu này nó chết được cả nhà đấy nên là nhìn vào khía cạnh t cộng á nhìn ngắn hạn mọi người sẽ thấy cực kỳ hoang mang cực kỳ dao động Đấy, nhưng mà nhìn về một cái góc độ gì? Góc độ lớn, nhìn về những cái yếu tố về chu kỳ tích lũy, phân phối, à, tích lũy đẩy giá, phân phối và đề giá. Thì mọi người sẽ thấy là gì? Đây không phải là cái quá trình kết thúc của một giai đoạn phân phối để bước vào giai đoạn đề giá. Mà đó chỉ là giai đoạn bắt đầu của ít nhất là một cái quá trình phân phối. Nhớ nhé. Bắt đầu của một giai đoạn phân phối. Em sẽ lấy cho nhà đầu tư một vài cái ví dụ trong các chu kỳ trước để mọi người nhìn cái vùng LPSI này nó rõ ràng hơn. Đầu tiên thì chúng ta nhìn cái cổ phiếu VIT đi ha. VIT nào. Con này thì phân phối rõ, cái này em có phân tích cho anh chị trong các video trước rồi đúng không? Ở trên đồ thị tuần nó có những cái cây như thế này thì em kêu anh chị là gì? Nó phân phối. Phân phối rõ cả nha. Thì thôi những cái cổ phiếu nào nó bị phân phối rõ nghĩa là tổ chức người ta đã bán nó cả, cả cả tháng này rồi. Thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm, chủ yếu là chúng ta đang đọc vị hành vi của những cái thằng á mà chưa bị phân phối, đặc biệt là những cái cổ phiếu lớn trong cái ngành Đấy thì chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc của nó Đấy, lấy con vít cho mọi người nhìn các chu kỳ trước nè Giả sử như đây là một cái quá trình mà cổ phiếu nó tạo đỉnh Cổ phiếu nó tạo đỉnh thì nó xảy ra những cái tình trạng gì cả nhà Sau những cái cú rơi rất là mạnh này Thì nó sẽ có những cái vùng phục hồi ở đây này Gọi là vùng gì? LPSC LPSC Đó là nguyên lý đó cả nhà Và cái vùng này thường là cái vùng mà nó tác ao Nó khiến cho nhà đầu tư tổ chức à, Nhà đầu tư cá nhân Người ta đu vào người ta nghĩ đây là nhịp điều chỉnh nè đu vào rất mạnh lúc đó chết chứ còn mà trong một cái nhịp đi lên rất mạnh này thằng nào mà dám đu không ai dám đu đâu cả nhà nhưng mà sau những cái nhịp điều chỉnh này giá nó được rẻ đi một chút nè nó chiết khấu sâu nè nó kích thích lòng tham của những cái nhà đầu tư bắt đáy nè nó kích thích lòng tham của những cái nhà đầu tư về đặt mô hình kiệt về khối lượng điểm xác nhận này lúc đó thì người ta mới phân phối thêm được hàng đó gọi là những cái vùng LPSI kéo lên để phân phối tiếp hay là những cái cú là sau cú rơi đây nó tiếp tục nó tạo ra những cái LPSI để nó phân phối và cái giai đoạn phân phối nó càng kéo dài nó càng nhiều càng lâu nó càng có những cái cú phục hồi mạnh thì cái giai đoạn rơi nó càng lớn HPG mong in này mong in nhìn này đây là quá trình phân phối rất lớn của một cái cổ phiếu dòng dòng gì? Dòng thép trong cái chu kỳ trước và chu kỳ của nó cũng là một cái chu kỳ rất lớn nên nó yêu cầu là gì? cần một giai đoạn phân phối rất lớn bởi vì mọi người hình dung nè, để đánh được một cái cổ phiếu từ đây lên đây mọi người nghĩ tổ chức nó phải bỏ bao nhiêu tiền của rất nhiều Vậy thì khi nó bỏ tiền cũ bằng cách nào? Nó mua cổ phiếu, nó đẩy giá cổ phiếu này lên, nó gom phía dưới nè, mua đẩy giá lên nè. Vậy thì để nó tạo ra những cái cú đẩy giá này thì nó phải bị kịp hàng. Vậy phân phối chính là quá trình mà tổ chức người ta bán cho nhỏ lẻ. Vậy nó có bán trong hai ngày được không cả nhà? Tất nhiên là không. Và khi mà tổ chức người ta không bán được trong hai ngày, nó phải bán theo quá trình. Và cái quá trình đó nó sẽ tạo ra các dạng mô hình về phân phối. Và cái đầu tiên trong cái mô hình về phân phối lúc nào nó cũng là những cái cú bán tháo hiện tại là dòng chứng khoán là bị băng tháo đó là cái nhịp đầu tiên trong quá trình phân phối đúng không còn cái việc mà sau phân phối nó có tá tích lũy lại được hay không là chuyện của nó lúc đó chúng ta tính sau còn giờ chúng ta chỉ biết là ở à, nó đang phân phối và đây cái nhịp giảm đầu tiên này là cái nhịp đầu tiên để mở ra một cái chương mới về phân phối vậy thì đây là giai đoạn phân phối nó nè thì trong giai đoạn phân phối này nó có những cái cú rơi rất nhiều cú rơi sau đó nó còn cái cú phục hồi lpsi đây nè lpsi nè lpsi nè Đấy, đây là những cái cú của LPSI trước khi nó ra đi Thì giả sử như anh chị không bán được ở đây Thì bán ở đây Mà không bán được ở đây thì bán ở đây thì nó thấp hơn vài giá Nhưng mà nếu mà mọi người nhìn vào một cái chu kỳ lớn Và nhìn thấy trước tương lai của nó Mọi người thấy cái gì? Mọi người ước mọi người có thể mua được vùng này Chứ không nhất thiết là phải mua giá 11 Mọi người có thể mua giá 13, 15 Đúng không? Và trên đây mọi người chỉ ước gì? Mình có thể bán được ở vùng này Vùng này không có nghĩa là vùng 43 Mà nó có thể là vùng 38 Đúng không? Nếu mà nhìn lại một chu kỳ lớn mọi người có, có công nhận với em điều đó không? nó phải là như vậy. Lúc này chúng ta sẽ nhìn về một cái chu kỳ lớn để mình bán ở những cái vùng chứ không phải là bán ở một cái điểm và nhiều người gọi là bán ngay đỉnh Em thì em không có không có giỏi bán ngay đỉnh. Đấy, đơn giản là gì? Chúng ta có nhiều thời gian mà một cái giai đoạn phân phối nó phải mở ra một quá trình chứ không phải là mở ra ba phiên cái đó đề giá. Bởi vì sau quá trình phân phối sẽ là quá trình đề giá. Mà mọi người nhớ nè, quá trình đề giá này nó không cực kỳ. Bởi vì giai đoạn đề giá chính là giai đoạn tổ chức dòng tiền thông minh nó bỏ tiền ra đề giá. Em lấy đơn giản cho anh chị hình dung như thế này nè. Giả sử một chất đánh của tổ chức ở đây này, nó gom 1 tỷ cổ phiếu ở đây. Nó gom 1 tỷ cổ phiếu. Đúng không? Thì sau khi lên trên đây nè, nó chỉ phân phối phân phối 700 triệu thôi. Đấy 1 tỷ là tính cả quá trình gom, cả quá trình nó đánh lên nha. Còn lên trên đây nó chỉ phân phối khoảng 700 triệu thôi. Nó còn giữ lại 300 triệu cổ phiếu nữa để làm gì mọi người biết không bây giờ em hỏi anh chị nào làm lý do tại sao giá cổ phiếu nó rơi được từ vùng giá 42 về vùng giá 12 chỉ trong vòng khoảng 1, 2, 3, 4 tháng lý do gì phải có thằng bán chứ vậy tại sao anh chị thấy không nhỏ lẻ đâu mà bán nhiều như vậy nhỏ lẻ đa phần kịp hàng vùng đỉnh hết không có ai mà bán được nhiều như vậy đâu chính là thằng tổ chức nó dùng 300 triệu còn lại nó đề giá cổ phiếu cứ mỗi lần cổ phiếu hồi lên là nó bán mb bán bán sàn xuống nó đề xuống để xuống và nếu mà ở đây mà mà nó phân phối hết 75 triệu cổ phiếu À phân phối hết 1 tỷ cổ phiếu Thì cổ phiếu này nó sẽ loanh quanh vùng này một thời gian rất là dài nữa Chứ nó không có giảm được cả nhà Nên là nó phải để lại một phần Để làm gì? Để đề giá cổ phiếu này xuống Và khi đề giá xuống như vậy thì nó mới có những cái vùng giá thấp để nó gom lại chứ Hình dung không? Nên là trong cái giai đoạn đề giá thì bắt buộc nó sẽ rất khốc liệt Và để xuất hiện cái giai đoạn đề giá đó xảy ra thì bắt buộc phải xuất hiện những quá trình về phân phối đủ lớn nó mới đề giá được chứ còn mà không phân phối thì mọi người đừng ảo tưởng về việc đề giá và thị trường hiện tại nó cũng tương tự như vậy em lấy cho nhà đầu tư những cái quá trình về DG trong cái chu kỳ trước này đây là con sóng ngành về bất động sản chu kỳ trước của DG này nó thuộc về sóng ngành bất động sản đấy ví dụ như đây là những cái vùng phân phối đỉnh nó nè thì quá trình về tạo ra những cái vùng phân phối nó sẽ tạo ra những cái cú rơi ví dụ đây là cú rơi bao nhiêu phần trăm cú rơi khoảng 30% phần trăm bình thường ba bốn cái sàn là bình thường sau đó cổ phiếu nó phục hồi nó vượt đỉnh tiếp này đấy nhưng mà vùng này là vùng tích lũy phân phối đây là vùng phân phối nhớ kỹ giúp em nhìn thấy những cái dấu hiệu này là chúng ta phải xác định nó là phân phối còn cái việc bán chúng ta sẽ tìm kiếm những cái vùng thích hợp nhất để chúng ta bán mọi người có thể bán ở đây hoặc thậm chí đợi vượt đỉnh bán ở đây hoặc thậm chí không bán kịp thì bán ở đây có được không câu trả lời là, được chúng ta đem về một cái phần lợi nhuận như thế này là đủ đấy đơn giản như vậy và chắc chắn khi đem lợi nhuận như vậy anh chị sẽ cầm được tiền về thị trường còn mọi người đòi ăn cả giày cả tất ăn cả đất xung quanh thì còn lâu mọi người đòi mua ở đáy và bán ở đỉnh đó hả ảo tưởng sức mạnh ảo tưởng đấy không không có ai làm được như vậy đâu cả nhà nên là mọi người đừng nghĩ cái câu chuyện thị trường chứng khoán mình phải mua ở đấy rồi rồi nắm giữ để bán ở đỉnh. Vậy cho em hỏi một câu này, ở đây có phải là đỉnh không? Ai mà biết được. Nhiều người nếu mà quay lại quá khứ anh chị sẽ sẽ muốn là gì? Muốn là ở đây tao mua rồi lên trên đây tao bán đúng không? Nhưng mà cái lúc nó diễn ra, mọi người có chịu nổi những cái sàn này hay không? Đúng không? Hay là những cái con như APS nè. Em chỉ cho nhà đầu tư nè. Khi mà nhìn về quá khứ, anh chị có muốn là ở à, mua ở đây và bán ở đây không? Ai mà chả muốn vậy. Nhưng mà để mua như vậy và bán như vậy, mọi người phải trải qua được những cái cú rơi như thế này. 34% mấy cái sàn liên tục vậy đó. Đúng không? Và một cái giai đoạn hành xác của nhà đầu tư. Nên là cái vấn đề nó không đơn giản cả nhà. Nên là chúng ta chỉ có thể quy ước một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta mua vì sóng ngành và chúng ta sẽ bán tại vùng phân phối. Ví dụ đây là vùng phân phối nè. Thì mọi người có thể bán bất kỳ chỗ nào ở đây cũng được. Và sau quá trình phân phối thì cổ phiếu nó tái tích lũy trở lại thì chúng ta mua ở đây. Nhớ kỹ giúp em. Đấy, khi chúng ta mua chúng ta lại có một con sóng mới. Mọi người hình dung không? Và nếu bán à, anh chị không bán được ở đây thì bán ở đây được không? Được. Và cái vùng đỉnh của nó từ giá 62 mà về 45, vùng đỉnh rất là cao nè. Và cái vùng này là cái vùng để anh chị bán. Mọi người chỉ cần hình dung tư duy giúp em cái vấn đề như vậy là được. Rồi quay trở lại cái dòng chứng khoán trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại, mọi người thấy cái gì? Mọi người thấy cái gì? Đấy Những cái cú rơi Những cái cú rơi Cái cú rơi như thế này gọi là gì? Bắt đầu một cái giai đoạn về phân phối Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư trong quá khứ về những cái cổ phiếu như PHR này. Đây cũng là sóng ngành luôn Bởi vì chúng ta sẽ lấy ví dụ về những cái sóng ngành Cho mọi người hình dung Đây nè đây là cái quá trình chạy rất nhanh của cổ phiếu và nó ăn ba cây sàng đấy sau ba cây này thì cổ phiếu nó bắt đầu nó tái tích lũy trở lại nó đi lên nó là bình thường Vậy thì cái việc của anh chị giả sử như mọi người mua được những cái vùng phía dưới này Thì mọi người bán ở đâu? Bắt buộc phải bán ở đây hả? Hay là chúng ta có thể tìm điểm bán ở trên đây Bất kỳ chỗ nào Hoặc nếu không bán thiếu thời gian thì lên trên đây bán Lo đất gì? Thời gian chúng ta nhiều mà chúng ta phải biết được là gì Là nơi nào là nơi bắt đầu cho một cái giai đoạn mới Vậy thì thời điểm hiện tại nó chính là cái nơi Bắt đầu cho một cái giai đoạn về phân phối mới Của cổ phiếu Đây là giai đoạn phân phối, không nói nhiều Mọi người đừng kêu đây là đây đây là gì? Đây là rượu bỏ điều chỉnh không phải đâu. Rượu bỏ điều chỉnh gì mà như thế này. Đấy. Và khi mà chúng ta không kịp bán ở đây nè, không kịp bán ở đỉnh nè thì chúng ta đợi hồi bởi vì một cái pha mà cái bắt một cái chương bắt đầu cho một cái quá trình gì quá trình phân phối nó sẽ diễn ra một thời gian chứ không thể nào mà nó phân phối mà nó đi giá xuống đây được Đấy mọi người nhớ giúp em nè Để đi giá nó phải xảy ra quá trình phân phối Nơi mà tổ chức người ta trao hàng cho nhỏ lẻ xong Thì cổ phiếu nó mới rơi được Còn không nó rất khó để rơi Còn thời điểm hiện tại nó khởi đầu cho cái giai đoạn đó Và khi mà khởi đầu cho giai đoạn đó Thì câu chuyện gì xảy ra cả nhà Từ rồi bán Đỡ đi lên các thứ đi bán Sợ đắt gì đúng không Lên cho đây tạo ra những cái mô hình về hai đỉnh nè LPSI nè LPSI bán chạy Đúng không hay là những cái cổ phiếu như HCM hồi xưa này. cái sóng ngành đó cả nhà em nói thật với nhà đầu tư chia sẻ thật với nhà đầu tư em nghiên cứu cũng như đánh sóng ngành bao nhiêu năm nay rồi em thấy một cái vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư sợ đó chính là đó chính là gì đó chính là sợ cổ phiếu điều chỉnh sợ cổ phiếu nó tạo đỉnh nhưng mà vấn đề một cái sóng ngành nó đi lên đó khi mà nó chết nó chả bao giờ nó chết ở đỉnh số 1 bởi vì mọi người biết vì sao mà sóng chứng khoán vừa rồi nó mạnh nhất vậy không con nào nó cũng đi lên gấp đôi gấp ba bởi vì có một cái dòng tiền rất lớn nó chảy vào nó đầu cơ cổ phiếu đó với một cái kỳ vọng rất lớn đúng không vậy thì dòng tiền nó bây giờ nó phải thoát ra trước khi nó chết chứ vậy thì nếu cổ phiếu nó đi lên một mình thì chỉ có một mình nó đi lên thôi chỉ có một dòng tiền nó đi lên thôi nhưng mà cổ phiếu nó đi theo cả một cái nhóm ngành nó kéo cả thị trường đi lên đó là cái dòng tiền khổng lồ mà đã là dòng tiền khổng lồ thì nó sẽ cần quá trình để phân phối không phải là một hai phiên đâu cả nhà mọi người đừng có cố gắng làm cái điều đó nó mệt mỏi lắm em lấy ví dụ này đây là quá trình phân phối của nó này sau đó nó tái tích lũy trở lại đi lên tiếp này đây là quá trình phân phối của nó này sau đó nó phục hồi nhưng mà nó tiếp tục nó phân phối ở đây này thì đây gọi là vùng đỉnh của cổ phiếu anh chị nhé đây là phân phối này đấy anh chị có hình dung được cái tư duy em nói không chứ không phải tư duy của chúng ta là mua ở đây bán ở đỉnh đâu không có đâu đừng có tư duy như vậy và những cái vùng này gọi là những cái vùng về LPSI này cả nhà. Đấy, sau những cái cú rơi ở tại vùng đỉnh lúc nào nó cũng sẽ có những cái giai đoạn phục hồi để nó kiểm tra cung cầu để nó vết hàng có thằng nào muốn mua tao bán hết bán hết bán tông bán tháo bán xong rồi nó mới bước vào giai đoạn đề giá rồi cả nhà chứ còn mà trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại mọi người thấy không nhỏ lẻ ai mà dám mua gần như nhỏ lẻ không ai mua đấy và nếu mà xét về dòng chứng khoán thời điểm hiện tại thì mấy ai mà lỗ gần như ít ai lỗ lắm nên ở đây mà nịnh, kêu là cổ phiếu nó bước vào giai đoạn đề giá luôn thì em nói thì với anh chị là không có đâu nên là vùng này nó sẽ tạo ra những cái vùng nhiễu động rất là lớn trong cái bối cảnh này và khi mà nó tạo vùng nhiễu động lớn nó anh chị thoải mái bán lúc đó bán thoải mái kết thúc một chu kỳ đem tiền về chưa đấy phân tích như vậy mọi người có hình dung được cái cách mà em nói không hay là những cái cổ phiếu trong các chu kỳ trước như HCM luôn đi những cái sóng ngành đó, ví dụ HCM hồi xưa nó trải qua một cái con sóng ngành về chứng khoán ở đây nè mọi người thấy gì mọi người thấy gì đây nè lấy những cái vùng này vùng đỉnh này đi vùng đỉnh nè, sau một cái nhịp đánh này đây là sóng ngành nhá tích lũy đầy giá nè và không chỉ một mình nó mà cả ngành nó đi lên vậy thì cổ phiếu này nó tạo định số 1 này rơi ba cái sàn này phục hồi lên này. anh chị bán đây được không được không được thì bán ở đây không bán ở đây được thì bán ở nhịp cái LBSI hồi phục nè đúng không Lấy phục hồi nè, bán ở đây được không? Được. Đấy, tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là cổ phiếu này sau quá trình rủ bỏ phân phối thì nó tái tích lũy trở lại, nó gom hàng. Thì sau gom hàng này nó có chu kỳ mới thì chúng ta lại mua tiếp ở đây. Hình dung cả nhà. Hình dung chưa? Mọi người nhìn ra được bức tranh toàn cảnh hay chưa? Chứ đừng có thấy ờ, cổ phiếu nó đang đi lên là mầm nó giả cho hai ba cây sàn thì mọi người nghĩ là gì? Nghĩ nghĩ là gì kết thúc cuộc chơi nó không có đâu. Nó phải có giai đoạn về phân phối. Thì nó mới ra đi được thì giai đoạn nó hiện tại là gì chúng ta chờ đợi nó bắt đầu hiện tại nó đang manh nhà xuất hiện đây ví dụ đây nè giờ đây không phải là điều chỉnh nó bán khối lượng lớn như vậy là nó bắt đầu một chu kỳ gì chu kỳ về tá tích lũy mới đấy ví dụ những cái cổ phiếu này em nghĩ là gì nếu mà thị trường ở đây á, nó tạo ra một cái mô típ mà em phân tích đây nè với với cái quan điểm như thế này nè. rất rất là logic nha cả nhà quan điểm thứ nhất nè đây là cái nhịp tái tích lũy của thị trường là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai bởi vì sao em lại kêu đây là tái tích lũy của thị trường bởi vì đa phần trong cái nhịp đi lên này nè gần như chỉ có dòng chứng khoán đi lên còn các dòng khác có con nào đi lên đâu mà đòi phân phối đòi đau trên đúng rồi nha nên đây không phải là đau trên đấy nên là đây quan trọng nhất đó chính là cái vùng về tái tích lũy vậy thì cái vùng tái tích lũy này nó có những cái cấu trúc như sau cấu trúc thứ nhất ở trên nó rơi xuống dưới tạo ra một cái biên độ vậy thì ở đây ở trên nó rơi xuống dưới nó như thế nào rơi nhịp số 1, rơi nhịp số 2, rơi nhịp số 3 và ở nhịp số 3 nó xuất hiện yếu tố hoảng loạn mà thị trường chứng khoán nó có một cái hay cứ mỗi khi hoảng loạn là kiểu gì nó tạo đáy. Vậy thì ở đây này, nó rơi về đúng cái vùng biên dưới này, nó có yếu tố hoảng loạn như vậy thì rất có thể nó sẽ tạo đáy và nó phục hồi đi lên. Và nếu cái kịch bản này xảy ra và xác suất cực kỳ cao nó sẽ xảy ra luôn. Thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái cổ phiếu này thậm chí là nó vượt đỉnh luôn. Mặc dù đây là phân phối, vượt đỉnh lên anh chị bán em để chơi gì chờ tái tích lũy trở lại chả vấn đề gì đâu Đấy, quan điểm em là như vậy bởi vì em xác định rõ với nhà đầu tư đó. đây nè đây không phải là quá trình phân phối đúng không đây không phải là quá trình phân phối đây là tích lũy tích lũy vùng đáy phía dưới nó đúng không cho một cái chu kỳ mới của nền kinh tế nên bây giờ phân phối thì cổ phiếu này nó về đây à Đấy, hay là SHS này mọi người nhìn nè SHS này mặc dù nó tạo ra những cái khối lượng rất lớn biên độ cực kỳ lớn nhưng mà nó đang trong một cái xu hướng đi lên âm âm như thế này nè mọi người nhìn đi thấy không? thì đây gọi là vùng gì? vùng bắt đầu cho một cái giai đoạn mới gọi là giai đoạn phân phối hoặc là tái tích lũy lại của cổ phiếu thì giai đoạn này anh chị bán thoải mái mọi người đợi thêm tí bán chẳng vấn đề gì đừng có bị hoảng loạn theo thị trường thị trường hoảng loạn bởi vì sao? bởi vì nhà đầu tư sân si nhau từng lai một sân si nhau từng từng vị thế một ở à, còn hệ thống của chúng ta là đánh sóng ngành đánh những cái cổ phiếu dòng mạnh nhất rồi mua những cái vị thế phía dưới là việc gì phải sân si với nhà đầu tư hoảng loạn đem vác hàng ra bán không đúng chúng ta chờ gì chờ hưng phấn chúng ta bán chả vấn đề gì nó giống như cái cách mà em phân tích khi mà thị trường nó rơi 55 điểm ở đây nè nó chả khác gì đâu cả nhà nó chả khác gì nhưng mà ở đây nó có một yếu tố khác đó chính là cái lực bán nó lớn hơn thôi đơn giản như vậy đó và em nghĩ không đơn giản là ở à, cái này là nhịp điều chỉnh mà nó có thể là một cái nhịp tái tích lũy hoặc phân phối bởi vì cổ phiếu này nó vượt đỉnh 52 tuần mà nó không có tích lũy nè đấy thì cái 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 điều mà rơi như vậy là đương nhiên tuy nhiên là nếu mà những cái nhà đầu tư mà có khả năng kiên nhẫn có khả năng nắm giữ mọi người mua được những cái vùng này em nói thiệt với nhà đầu tư ôm cha nó hai đến ba năm đi em nói với anh chị một cái cái vấn đề cơ bản thế này nè thị trường chứng khoán kiểu gì nó cũng nâng hạng đấy cuối năm nay là chạy KRX mà KRX là mà, là tiêu chí duy nhất còn sót lại của thị trường Việt Nam để nâng hạng thị trường mà cái game nâng hạng thì anh chị biết rồi T cộng không anh chị biết rồi mọi người nghĩ ở đây là cái đáy khủng hoảng của thị trường thì giá nó có về đây nữa hay không mọi người mua mọi người ôm mọi người chờ cái game nó luôn cho em chả vấn đề gì phải sợ thậm chí là ở đây nó tái tiếp lũy lại 6 tháng mọi người ôm luôn đánh đánh và nhìn về những cái chu kỳ lớn như vậy thì mọi người mới mới rõ ra được những cái câu chuyện thật là tuyệt vời nhưng mà cái vấn đề đó, mọi người biết nè sau một cái nhịp điều chỉnh như thế này, anh chị đợi em tí, em đi um, bật cái đèn. Sau những cái cú rơi như thế này nè, thì mọi người lại quay về một cái bài toán cũ thôi, cái bài toán cũ. Bài toán mà em muốn khuyên anh chị đó là khi tham gia trên thị trường, mọi người phải trang bị giúp em cái kỹ năng và kiến thức để đánh vào những cái cổ phiếu dòng leader, những cái cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường những cái cổ phiếu thuộc về những cái dòng dẫn dắt bởi vì những cái dòng dẫn dắt mới là những cái thằng mà giúp cho mọi người nó có một cái tầm nhìn giống như em thời điểm hiện tại này ngồi, ngồi gọi gì đó tọa sơn quang hổ đấu hả ừ, đúng rồi mình cứ ngồi ở vi dưới đáy của xã hội này có một cái vị thế tốt là mình ngồi mình nhìn nhà đầu tư hoảng loạn mình ngồi nhìn có tổ chức người ta bán như thế nào người ta làm cái gì kệ người ta vùng trên đây là vùng của người ta đang đấu tranh nhỏ lẻ đang giết nhau trên đây tổ chức đang bán đang mua kệ người ta mình chờ cái vùng cân bằng mình bán sau được không? Được. Đấy. Cái thời điểm hiện tại thì rõ ràng là dòng chứng khoán nó đang có dấu hiệu về hết một cái chu kỳ nhỏ. Hết một cái chu kỳ của nhỏ của nó. Nhưng mà trong cái giai đoạn sắp tới khi thị trường nó tá tích lũy trở lại. Thì chắc chắn em hứa với anh chị sẽ có những cái dòng leader mới. Vậy thì sau cái giai đoạn đánh dòng chứng khoán này. Ở thời điểm hiện tại. Mặc dù chúng ta chưa bán chốt lại ra. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm gì cho giai đoạn tiếp theo. Mọi người nhớ không? Đó chính là bắt buộc mọi người đừng có cào bằng với thị trường, đừng có tư duy là up trên, con nào cũng lên, đừng có tư duy là ở uh, uh, mua đi rồi nó sẽ lên 90% cổ phiếu đi theo thị trường, cái tư duy đó là bỏ. Tư duy là gì? phải chọn được cái ngành leader và đi hết vốn vào cái ngành đó, xong việc. Và khi mà mọi người đi hết vốn được vào cái ngành leader thì lúc đó mọi người mới có được những cái vị thế như thế này. Và khi mà có những vị thế như vậy thì cái cuộc chơi nó khác hoàn toàn. Cuộc chơi của anh chị là thông dòng, đi chơi, ăn chơi, nhảy múa. Chứ còn mà bây giờ này. Mọi người cứ ngay trên con nào cũng mua, bất động sản cũng lao vô bắt, rồi uh, dầu khí cũng mua, rồi đủ thứ loại, con gì cũng mua thì mọi người nhìn cái kết cục đi. Mọi người thấy cái gì không? Thì gần như là gì? Nó quay về nơi xuất phát hết. Và cả một chu kỳ vừa rồi thì gần như anh chị không kiếm được bao nhiêu tiền ở đây. Đúng không? Và khi mà không kiếm được bao nhiêu tiền từ những cái chu kỳ lớn như vậy á, thì sau này chu kỳ nó cũng liên tục nó sẽ xảy ra. giai đoạn tiếp theo thị trường nó cũng sẽ tiếp xuất hiện những cái trên như vậy thì cái vị của anh chị lại là 90% các cổ phiếu nó đều lên hả cả nhà không đúng đâu mọi người phải trả lời giúp em câu hỏi chu kỳ thị trường là gì dòng nào đang là dòng dẫn dắt rồi có bao nhiêu tiền của tìm một cái điểm mua cho nó an toàn đánh vào dòng dẫn dắt là xong ví dụ như thời điểm hiện tại hệ thống của em ôm những cái cổ phiếu dòng dẫn dắt ví dụ như là uh, cổ phiếu về FTS đi cái điểm mua gần nhất của hệ thống em cho mua anh chị mua ở đâu em cho anh chị kêu là gì kêu có bao nhiêu tiền đánh hết vào những cái điểm này nè. Bây giờ em hỏi anh chị nè, ở đây là cái vùng đỉnh của thị trường đúng không? Vùng đỉnh giả sử như đây là down trên vùng đỉnh thị trường, em mua ở đây nè. Bây giờ có phải cắt lỗ hay không? Câu trả lời là chúng ta đu đỉnh nhưng không phải cắt lỗ, thậm chí đang có lãi luôn. Câu chuyện nó hoàn toàn khác, vị thế khác. Đúng không cả nhà? Nên là cái điểm mua an toàn nó cực kỳ quan trọng. Ngoài cái việc mà chọn cổ phiếu trọng ngành, anh chị phải chọn được giúp em những cái điểm mua để từ cái điểm mua đó mọi người phải gì? Phải chống cho được những cái nhịp điều chỉnh này nè, những cái cú rơi này nè. Thì lúc đó mọi người mới bình tĩnh, mọi người suy xét, mọi người mới mới gọi tọa sơn quang hổ đấu được đúng không? Cho nó cân bằng lại chứ bây giờ mọi người đu ở đây nè nó vả cho ba cây sàn lỗ 30% phần trăm trong đó mà sao mà, mà 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 quan sát mà bình tĩnh được nên là cái ngoài cái bài toán về sóng ngành thì cái bài toán về điểm mua nó là cái cốt lõi của đầu tư luôn anh chị phải chọn giúp em những cái điểm mua đúng ở đây nè lúc này thì chúng chúng ta dù thị trường nó có rơi như thế này anh chị có lỗ không? mọi người nói cho em nghe coi mọi người lỗ mọi người comment giúp em đã đấy từ những cái điểm mua này về sóng ngành mọi người có lỗ không chả ai lỗ ở đây cả và khi mọi người không lỗ như vậy thì mọi người thoải mái không thoải mái cái kỳ đu đỉnh thị trường mà còn không lỗ thì sợ cái gì sợ mất lãi đúng rồi lãi là của thị trường anh chị ạ chỉ khi nào mọi người chốt lại thì cái đó mới là của anh chị. Hồi xưa nha, em đánh những cái cổ phiếu như Liên Việt Bóc Banh chu kỳ trước nha. Thời đó đánh sóng ngành banh chu, chu kỳ trước. Đâu, đầu tiên em sẽ kể cho anh chị về cái cổ phiếu VIP. Con này là cái con đầu tiên mà em đánh cổ phiếu dòng banh. Đây nè. Thời đó là cái sóng năm 2020. Đây nè. Cái điểm mua này Điểm mua này là cái mô hình rất lớn của cổ phiếu nha cả nhà. Mô hình rất lớn của cổ phiếu này. Mô hình rất lớn của cổ phiếu này nó xuất hiện những cái dấu hiệu về gì về tái tích lũy trở lại em mua ở đây em mua hai điểm mua hai điểm thì sau đó khi thị trường nó đi lên cổ phiếu đi lên thì không vấn đề gì nó đang trên xuống tăng bỗng nhiên covid nó xảy ra covid nó xảy ra không phải là covid xảy ra covid xảy ra ở đây nè nhưng mà ở đây là những cái việc mà vấn đề là covid nó về việt nam á anh chị covid về việt nam thế là nó phang cho hai cây sạc cây này bốn phẩy chín khối lượng này mọi người nhìn cái khối lượng này ớn không khối lượng này ớn không? Cây này nó phang cho 8,3% Sợ không? Sợ té đái Nó thiệt quá anh chị Nhưng mà lúc đó Cái vị thế mù của em ở đây nè Em giữ được đây Nhưng mà cái điểm này em phải cắt lỗ anh chị ạ Điểm này em phải cắt lỗ ở đây Đấy Còn điểm này em giữ lại nè Cuối cùng gì? trải qua một cái bể dâu dâu của thị trường thì cổ phiếu này nó chỉ loanh quanh vùng giá vốn của tổ chức đây gọi là cái vùng giá vốn của tổ chức bởi vì điểm mua của chúng ta nó sẽ loanh quanh những cái cái vùng giá vốn của tổ chức để đảm bảo cho nhà đầu tư một cái vấn đề đó chính là khi thị trường nó xảy ra rủi ro thì cổ phiếu nó sẽ loanh quanh giao dịch quanh vùng giá vốn của tổ chức vì lúc đó giá vốn tổ chức chính là cái vùng mà tổ chức bỏ tiền ra mua vậy thì tổ chức mua vì phô mô cả nhà không nó mua vì định giá khi nó mua về định giá thì bây giờ giả sử giá cổ phiếu nó rơi định giá giá 6 đi, nó rơi về giá 5.9 thì nó mua thêm nhưng mắc mới gì nó phải bán, đúng không? Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái lực cầu tự nhiên của tổ chức nó đi vào. Gọi là vùng giá vốn tổ chức là những cái vùng kỳ cục. Đấy, còn những cái vùng mà không phải vùng giá vốn tổ chức anh chị đu á thì khi thị trường chung điều chỉnh thì tổ chức người ta chả bỏ tay ra vớt cứu anh chị đâu cả nhà. Người ta không bỏ tay ra cứu đâu, nhưng khi nó ảnh hưởng đến giá vốn của họ thì họ bỏ tay ra cứu sau khi cứu xong thì cổ phiếu bắt đầu đi lên nghĩa là mọi người mua phải chọn những cái điểm mua làm sao gần cái giá vốn tổ chức nhất có thể thì lúc đó những cái nhịp điều chỉnh này nè nó mới không là vấn đề những cái cổ phiếu tiếp theo là liên việt hồi đó nè kỷ niệm còn mãi anh chị cái này là học anh em mà trải cùng em trải qua những cái chu kỳ trước biết hết đây nè ví dụ thời đó sóng ban đánh những cái cổ phiếu liên việt Băng, em mua điểm này nè đây chính là cái vùng siết nền giá vốn tổ chức Vậy thì khi thị trường chung nó rơi 200 điểm ở đây nè Đây là 200 điểm nha cả nhà Cổ phiếu nó rơi sàn mấy cây Nhưng mà nó về nó cũng loanh quanh vùng giá vốn tổ chức rồi nó đi lên lại Nghĩa là nếu anh chị mua được những cái vùng này nè Mọi người có thể gì Nếu không bán kịp ở đỉnh Thì cũng không vấn đề gì Đúng không? Mọi người có quyền quan sát mà Cùng lắm là gì? Hòa vốn Không thì mọi người sẽ lại như thế này nè Cùng lắm nếu ở đây nè nó khiến cho nhà đầu tư gì nó bán lỗ sấp mặt anh chị cắt lỗ cho em bốn còn không mọi người sẽ lãi như thế này nè nếu mà giữ qua được đợt này thì lãi như thế này nè chọn một trong hai thôi chọn một trong hai thôi thuyền lớn sông lớn do đó để mua để để mà nắm giữ được một cổ phiếu để mà chúng ta bình bình yên trong những cái giai đoạn mà thị trường chung nó điều chỉnh nó nó sắc bất sang ban. thì mọi người phải chọn giúp em những cái vùng gia vốn tổ chức hay thời đó có cổ phiếu như là gì như con gì ờ, hdg này Mọi người nhìn nè Mọi người nhìn nè Ví dụ ở đây nè Đây là một cái cấu trúc về tích lũy của cổ phiếu HDG Đúng không? Thì cái vùng này nè Vùng kiệt về khối lượng đây chính là điểm mua của giá vốn tổ chức nè Thì vùng này chính là vùng giá vốn tổ chức Thì khi thị trường chung lao đao Cổ phiếu lao đao thì nó về được đúng cái vùng giá vốn này Nó bật như một con tôm Đây nè Thấy không cả nhà nó điều chỉnh này nhịp số 1, nhịp số 2 rơi bán như phá mã nè, Nhưng mà về đó nó bật lên thì mọi người phải làm sao mà mua được những cái vùng này mọi người mới có thể ôm mà quan sát được cổ phiếu đấy lỡ mai nếu mà bán được ngay đỉnh đây thì hay quá xuống đây mua lại hay quá nhưng nếu không bán được lỡ mai hôm đó nó đi mắc đi nhậu á, thì mọi người còn có cái cơ sở để ôm lại cổ phiếu để kỳ vọng về tương lai của nó bởi vì trải qua những cái cơn bể dâu trải qua những cái rủi ro của thị trường chung á thì sao thì cổ phiếu nó thường có xu hướng bật rất là mạnh và nếu mà mọi người đu ngay đỉnh đây thì gần như là gì không ăn không ngủ nổi Đúng không? Nên cái bài toán của chúng ta trong cái chu kỳ tiếp theo của thị trường á là mọi người đừng có xông vào thị trường với một cái tâm thế ở à, mình phải mua, mình kiếm tiền trên thị trường không. Hãy hãy lao vào thị trường với hai cái tâm thế. Tâm thế thứ nhất mà em vừa mới trao cho anh chị đó chính là phải chọn giúp em những cái sóng ngành Để làm gì? Để trong một cái chu kỳ đi lên thị trường anh chị là người ăn nhiều nhất và cái lúc mà thị trường nó tạo đỉnh đi chăng nữa thì mọi người có quyền ngồi mà quan sát chờ điểm cân bằng chờ những cái vùng phân phối để anh chị bán ra hàng sau chứ không nhất thiết phải bán tại đỉnh đó là cái tư duy số 1 đây là ví dụ đây là vùng phân phối nè chạy nước lúc phân phối giả sử như mọi người quên bán ở đây nè thì anh chị vị thế mọi người dưới đây nè mọi người chờ vùng này lên anh chị bán được không được nếu mà lỡ quên không bán được ở đây thì bán ở đây cho em gọi là bán ở vùng đỉnh chứ không phải là bán ở ngay một cái là bán một cái là cổ phiếu nó phải tạo đỉnh đừng ảo tưởng sức mạnh kiểu đó đừng nghĩ như vậy đấy ví dụ như ở đây nè nó rơi một một hai ba bốn cây sàn này đừng bán làm gì đợi nó phục hồi lên đây bán bán điểm này cho em được không được thoải mái chúng ta phải thoải mái tâm lý như vậy chúng ta mới làm ăn mới sinh sống mới tạo ra giá trị cuộc sống nó mới hạnh phúc được chứ còn mà lúc nào cũng áp lực đồng tiền lúc nào cũng mua mua bán bán lúc nào cũng thầy ơi em ơi lỗ quá này kia thì sao mà đánh được nên là chu kỳ sau mọi người phải nhớ lại giúp em cái bài toán đó thêm một cái bài toán nữa mà em muốn giải cho anh chị trong cái chu kỳ tiếp theo luôn. Đó chính là lời khuyên về cái việc đi vốn. Đi vốn nó có hai cấp độ. Thứ nhất, đi vốn uh, đi vốn lớn. Thứ hai là đi vốn có sử dụng margin. Thì lời khuyên chân thành của em là thôi, anh chị nào mà, mà chưa kiểm soát được cái margin đó, thì đừng có xài. Cái này em khuyên không phải một lần mà em khuyên rất nhiều lần rồi. Đấy, hiện tại thì đa phần anh chị mà xài margin là cháy hết và 99,9999% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường đa phần đến từ gì? Xài margin không đúng cách. Nhưng mà nhà đầu tư đâu có hiểu cái margin nó là con dao hai lưỡi. Cái lúc thị trường lên, mọi người sẽ không cảm nhận được cái rủi ro của thị trường đâu. Bởi vì ngày nào nó cũng tăng đúng không? Nhưng mà một khi cái rủi ro của thị trường đến, mọi người thấy nó kinh khủng như thế nào? Nó quá kinh khủng. Nó như nó hãm hiếp mình luôn á anh chị. Nó quá kinh khủng đi. Áp lực tâm lý nó cực lớn. Ông nào mà lỡ tay mà 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 full margin ở ngay đỉnh mà mua ở đây ha. Trời ơi em nói thiệt với anh chị không cháy tài khoản thì thì đúng là làm... Một... Uh, có phước đấy cháy ngay hồi xưa em cháy tài khoản vì margin rồi nên lời khuyên của em á mọi người phải kiểm soát được margin thì hẳn xài còn không kiểm soát được margin thôi bỏ không xài đó là thứ nhất thứ hai lời khuyên của em đi vốn trong cái giai đoạn sắp tới á. bởi vì khi thị trường chung điều chỉnh như thế này nào chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái cơ hội xảy ra và khi đi vốn thì mọi người nhớ chia giúp em 25% 25% 25% anh à nhầm chia tài khoản làm 4 phần, mỗi phần 25%. Để làm gì mọi người biết không? Giả sử nha. Giả sử để làm gì mọi người biết không? Để sắp tới, giả sử chúng ta bán chốt lại những cái cổ phiếu này, anh chị cầm tiền cục tiền về đi mua một căn nhà, mua cái xe đi, đúng không? Còn để lại tiền đánh chứng khoán tiếp. Thì khi mà anh chị tham gia vào thị trường giống như cái hệ thống đánh sóng ngành bên em, thì đầu tiên em sẽ chọn cái sóng ngành. Liệu thị trường nó có sóng ngành nào hay không? Nếu có sóng ngành rồi, chúng ta bắt đầu chọn cổ phiếu và chọn điểm mua. Ví dụ như ở đây nè, nó xuất hiện một cái điểm mua thì mọi người múc cho em 25% tài sản. Có 1 tỷ múc 250 triệu cho em ở đây. Đúng không? Có 10 tỷ múc 2 tỷ rưỡi ở đây. Rồi sau đó ngồi gồng, gồng cái gì? Gồng để đợi cắt lỗ. Nếu cổ phiếu nó không quay về cái vạch xuất phát có nghĩa là cổ phiếu nó không phải cắt lỗ thì mọi người cứ ôm nó đến hết chu kỳ ở đây. Đây gọi là đến hết chu kỳ là cứ ôm. Tới thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này á nó tạo ra cái điểm 2 hai hai trăm năm mươi triệu đó nó tạo ra một cái khoản lợi nhuận đủ lớn nhưng mà một cái sóng ngành nó không phải một cổ phiếu đi lên nó càng ngành nó đi lên anh chị mọi người chọn thêm cho em con SHS mua cho em thêm 25 phần trăm cổ phiếu ở đây và ngồi chờ tiếp chờ cái gì chờ cắt lỗ nếu nó không lỗ cứ ôm như vậy và mọi người không mua được con em mua thêm hai con nữa đi như AGR này đây là những con em mua hay VCI này mua bốn con như vậy những con em mua em nói luôn đúng không thì làm sao thì khi anh chị ôm những cái cổ phiếu như vậy cái sóng ngành nó bắt đầu đi lên Cổ phiếu nó đi lên Thì nó giải quyết cho nhà đầu tư là mọi người đã đi phun vốn vào được cái Sóng ngành Tại cái giai đoạn bắt đầu con sóng của nó Lúc này Anh chị đi chơi giúp em Bởi vì sao Bởi vì bây giờ thị trường nó có tạo đỉnh Cũng chả con tiền mà đu đỉnh nữa Đúng không Mua hết ở phía dưới rồi còn tiền nó mà đu đỉnh Nói thêm anh chị một bí mật nữa nè Thường nha Một cái sóng ngành nó xảy ra Thì anh chị sẽ đi phun vốn vào được cái sóng ngành đó bởi cái quy tắc 25% đó. Bởi vì một con sóng ngành thì chắc chắn nó không phải một cổ phiếu đi lên mà nó cả ngành nó đi lên, đúng không? Cả ngành thì gần như cái việc của anh chị chỉ là chọn cổ phiếu thôi. Nhưng những cái ngành khác thì sao? Những cái ngành khác thì sao anh chị? Vì nó không phải sóng ngành nên chỉ có một đến hai con đi lên thôi. Thì những cái ngành mà chỉ có một đến hai con đi lên thì câu chuyện nó là gì? Nó không phải là sóng ngành. Và khi không phải là sóng ngành như vậy thì anh chị sẽ giải quyết được thêm một cái bài toán nữa. Đó chính là đi vốn đi vốn ít vào những cái cổ phiếu không phải sóng ngắn đúng không và thêm một cái bài táng nữa em giải cho anh chị luôn nè mọi người phải chọn những cái thời điểm thị trường chung điều chỉnh để tìm ra những sóng ngăn bởi vì sóng ngăn là cái thằng cổ phiếu nó đi lên đầu tiên của thị trường thì lúc mà nó đi lên đầu tiên như vậy thì anh chị đã mua hết mẹ sóng ngăn rồi tiền đâu mà đu đỉnh nữa tiền đâu mà đi mua dxg dig nữa đúng không cả nhà tiền đâu mà đi mua các ngành khác nữa thì khi anh chị không còn tiền để đu đỉnh không còn tiền mua các ngành khác thì mọi người đã đánh hoàn toàn vào một con sóng ngành lúc đó cứ tọa sơn quang hồ đấu chiến lược bình yên trong tâm hồn nếu nó có chạy nước rút như giai đoạn vừa rồi em có chia sẻ anh chị là giai đoạn này chờ nó chạy nước rút để bán mà nó không có chạy nước rút thì thôi lại kịch bản hai đó là đợi nó tạo đỉnh nó bán thì bây giờ đang tạo đỉnh thì chờ cái điểm nào tốt thì bán đúng không rảnh rồi mà chứ làm gì đâu đâu có phải giao dịch hàng ngày đâu mà anh chị phải lo cái đó mới là những cái chiến lược quan trọng nhất cho chu kỳ tiếp theo của anh chị còn chu kỳ nào là hết rồi chu kỳ nào là xong rồi chu kỳ ngắn nha em đang phân tích về chu kỳ ngắn có thể là dòng này nó có thể tạo một cái vùng tái tích lũy ở đây trước khi nó bước vào một con sóng mới như ở đây thì sao thì em lại mốt lại có sóng ngành ví dụ như ở đây nè tạo biên độ lớn nè phân phối đúng không mình bán ra ở đây đi ở điểm này mình bán ra nè vùng nào là vùng đỉnh nè bán cha cho cho nhanh bán hết đi mua những cái vùng phía dưới này lên đây bán sạch đi bán xong chờ điểm này xu xuất hiện sóng ngành mới mua tiếp mua tiếp Đánh sóng ngành mà. Đấy. Sau khi nó sóng ngành mua tiếp. Chứ không phải là bán. Đấy là nghỉ chơi. Đấy. Nhưng quan trọng nhất là sau khi bán xong. Anh chị phải cầm tiền và chờ một sóng ngành mới. Chứ đừng có lao đầu vào thị trường một cách như thiêu thân. Con nào cũng mua. Thị trường lên. À, thị trường tạo đáy thôi. Nhảy vô múc đại con này. Múc đại con kia. Không đúng. Mọi người nên tập trung vào sóng ngăn để làm gì? Để nó là cái thứ mà nó giúp anh chị kéo cái tài khoản anh chị lên nè và giúp cho nhà đầu tư tránh khỏi những cái cú rủi ro như thế này nè. Ví dụ đây là một cái cú thị trường rơi và cái sóng ngăn nó cũng rơi. Mọi người nhìn nè, sóng ngăn nó cũng rơi. Sàn mấy cây nhưng mà sau đó anh chị không bán được ở đây thì lên này bán làm đất gì ghê. Đúng không? Không bán nó được thì lên trên đây bán làm đất gì ghê. Rảnh mà, đấy nên là cái đó gọi là chiến lược bình yên trong tâm hồn chứ không phải là mọi người chỉ cần thấy những cái cú mà lao đầu ba bốn cái sàn này là anh chị phải suy nghĩ là ở uh, nó chết đến nơi không đúng mình phải nhìn khách quan mình nhìn rộng ra và để có khả năng nhìn khách quan nhìn rộng ra như vậy á thì anh chị phải không bị ảnh hưởng tâm lý Vậy để làm sao không bị ảnh hưởng tâm lý Nhìn vào tài khoản mình phải đăng lãi Thì mới không bị ảnh hưởng tâm lý Chứ còn mà đang lỗ lòi ra em nói thiệt với anh chị Em chả muốn làm, chả muốn chả muốn đi làm luôn Chả ngủ, chả muốn dậy luôn Chứ đừng có nói chuyện đi phân tích cho thị trường Không đúng Đúng không? Lúc đó tâm trạng đâu mà đi đi kể chuyện thị trường Tâm trạng đâu mà đi phân tích thị trường ngon Tâm trạng đâu mà tọa, tọa xương quang hồ đấu Lúc đó chỉ muốn là gì? Muốn kiếm thằng nào để đổ thừa thôi Đúng không cả à nhà? Nên là gì? nên là nếu anh chị thấy hay á thì mọi người cho em một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em, em sẽ chỉ cho nhà đầu tư hoàn thiện một cái chiến lược kiếm tiền trên thị trường. Và Livermore có một cái câu em xin nhắc lại, không kiếm tiền được từ dòng dẫn thì đừng mơ kiếm tiền từ thị trường chứng khoán. Đơn giản như vậy thôi. Còn thời điểm hiện tại nhìn lại các ngành các dòng á thì em chỉ nói một câu thôi, đa phần các trạng thái là chưa thể vào sóng được bởi vì cái giai đoạn này nó bị bán tháo rồi. Đấy, đặc biệt là dòng bất động sản à. Đấy, ví dụ như HDC nè, nó bị bán tháo rồi. Đợi đợi một thời gian dài được cả nhà, đợi một thời gian dài tích lũy này, đợi thời gian dài đi, đấy đa phần các cổ phiếu nó rơi như vậy nó chưa thể nào nó ngóc đầu đi lên được, nó phải tính theo tháng thì nó mới quay đầu đi lên được, nên là mọi người phải chú ý với em một cái vấn đề ở cái bối cảnh thời điểm hiện tại, dù dụ thời điểm hiện tại nó rút chân này, đấy nó vẫn là cân trên xu hướng lên nè, đấy cân trên nè xu hướng tăng nè, đấy thì câu chuyện gì xảy ra? Nếu nó ở đây nó tá tích lũy lại được thì cuộc chơi nó là gì? Nó sẽ tiếp diễn tái tích lũy lại được cuộc chơi nó tiếp diễn nhưng mà để nó tái tích lũy thì sẽ tốn thời gian nhớ kỹ giúp em và mọi người trong giai đoạn sắp tới không cần phải quá quá nặng đầu về cái câu chuyện là ở à, mình phải mua cái gì mình phải bắt đáy thị trường không mọi người cứ chờ cho em một cái chu kỳ sóng mới để đánh onin đấy ai mà chưa biết đánh sóng ngành như thế nào thì về hệ thống em em chỉ cho anh chị đánh sóng ngành giống như cái cách mà em đánh sóng ngành chứng khoán trong cái chu kỳ vừa rồi đơn giản là gì đánh tập trung đánh in. hết đừng có cao bằng là ở uh, ngon nào cũng phải mua ngành nào cũng phải mua cứ phải tập trung vào trong đó tập trung sống ngành mới giúp anh chị uh, kiếm lại được và đến cuối một cái chu kỳ á. ví dụ ở đây nè giả sử đây là cuối chu kỳ thì mọi người nhìn thấy gì cả làng đang la la chết nhưng mà hệ thống đang tọa sơn quang ở đâu đang ngồi nhìn xem khi nào cân bằng khi nào bán được chứ đâu có phải việc gì cứ phải lao vác hàng ra bán chung với nhà đầu tư chi cho nó mệt mỏi đấy còn bán được ở ngay đỉnh hay không thì câu trả lời là gì à, ngay đỉnh thì tốt quá còn không ngay đỉnh được thì từ từ nó lên đỉnh lại bác lo đất gì đấy đó là quan điểm của hệ thống ông toàn vlog rồi, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em nhá. Ai uh, thấy video hay thì tặng em một like và mọi người nhớ ai thích cái tư duy về sóng ngành á thì hãy tham gia vào cái room cộng đồng ông Tàng Vlog đánh sóng ngành ở dưới phần mô tả hoặc là cái phần comment và em cũng nói với anh chị luôn. Giai đoạn này, giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu rút tiền chốt lại một chu kỳ sóng ngành chứng khoán sau một năm chờ đợi thì đây là cái khoản lãi đầu tiên của hệ thống chúng ta rồi, chúc mừng anh chị em đã theo được cái hệ thống. Và sắp tới, sau khi chốt lại xong, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm những cái sóng ngành mới để đánh onin trở lại. Và bắt đầu một chu kỳ nắm giữ mới. Đấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại mỗi năm anh chị chỉ cần đánh giúp em một cái sóng ngành. À, chỉ cần lại được 50% tài khoản là tuyệt vời thôi. Hoặc nếu mà anh chị đánh xuất sắc hơn thì lại nhân đôi tài khoản là xong. Đấy, xong việc hết một năm. Đợi chu kỳ mới, chu kỳ mới mà nó xuất hiện cổ phiếu nào, dòng nào mới thì lại đánh vào. Nó giống như thế này này cả nhà. À, giống như quay trở lại này giống như hồi xưa em đánh những cái dòng cổ phiếu về 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 chứng khoán ở đây nè đấy thời đó đánh sóng ngành chứng khoán ở đây nè sau một cái giai đoạn mà đánh sóng ngành chứng khoán ở đây đấy thì khi nó tạo ra những cái yếu tố về phân phối đỉnh chạy nước rút nè đấy thời đó vin đi nè vin đi đi em tặng cho toàn hệ thống gì hệ thống học viên để mua này luôn nè. toàn hệ thống học viên tất cả các khóa từ trước đến nay để mua nè mọi người nhớ nhớ comment giúp em một cái đa phần xem kênh của em chắc là đều là học viên cũ đấy Nhớ thì comment cho em cái có phải là điểm là em tặng cho toàn hệ thống học viên uh, các khóa từ trước đến nay một cái điểm mua nào để ăn giai đoạn chạy nước rút của sóng ngành về chứng khoán không? Thì lúc đó chúng ta chốt lại ở những cái vùng tạo đỉnh của cổ phiếu rồi sau đó chờ đợi những con sóng ngành mới ở đây. Ví dụ khi thị trường nó lao đao đây thì sóng ngành mới xuất hiện là sóng ngành gì? sóng ngành bất động sản lại on in lại full margin vào những con sóng ngành mới thì từ đó nó tạo cho anh chị những cái khoản lợi nhuận trong một cái chu kỳ sóng cứ sóng này chồng lên sóng khác nó sẽ tạo cho anh chị những khoản lợi nhuận kép lãi kép đó mới tạo ra những cái cái tài sản lớn cho nhà đầu tư được chứ còn đừng có đi phân tích thị trường đừng có đi phân tích ở uh, thị trường up trên 90 cổ phiếu lên lúc đó anh chị không đánh được cổ phiếu đâu bởi vì lúc này thị trường nó lên nè dòng dòng bất động sản lên là mầm này nhưng mà mọi người nhìn những cái cổ phiếu như tích công nó có lên hay không không những cổ phiếu như cái gì FPT nó có lên hay không Câu trả lời là không Lúc đó nếu mọi người đánh vào những cái cổ phiếu này coi như bỏ sóng Nhớ nhá Đấy nên là chúng ta trong một chu kỳ sóng Mọi người phải chọn giúp em Những cái cổ phiếu leader Từ đó nó mới tạo cho anh chị những cái khoản lợi nhuận lớn Và khi thị trường chung nó kết thúc một chu kỳ Hoặc là nó chuẩn bị kết thúc một chu kỳ á Mọi người bình thản Đánh đơn giản thôi Đúng không Rồi em xin chào tạm biệt